Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương phối hợp với Hội chữ thập đỏ và Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân trên địa bàn huyện. Ngoài ra, các y bác sĩ còn tư vấn cách chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa một số bệnh thông thường cho người dân huyện đảo.